tất cả đều mỉa mai con. Khinh miệt bĩu môi, lắc đầu và nói nhau rằng hắn tin cậy Chúa, xin Ngài hãy cứu lấy hắn. Hắn tin cậy Chúa, xin Ngài giải gỡ lấy hắn. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ bao bọc lấy con, chính là đàn khuyến chim ưng đang cùng chân tay đánh đập bằng những roi đòn, đốt xương dài ngắn con cùng có thể đến hết, đốt xương dài ngắn con cũng có thể đến hết. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ y phục của con, chúng dành và sẽ chia con đã nên hết.